Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chúa Nhật mùng 6 tháng 6, Chúa Nhật lễ mình máu Thánh Chúa. Các thánh lễ trong tuần gồm có: thứ Sáu ngày 11 tháng 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng. Thứ Bảy 12 tháng 6, lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em hiệp ý với linh mục chủ tế cầu nguyện cho những ý chỉ sau. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời, linh hồn cha viện phụ Maria Bảo Tịnh Trần Văn Bảo mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn cha Giuse Trần Mạnh Cường mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Sơ Teresa Nguyễn Thị Kim Anh mới qua đời tại Oklahoma. Linh hồn bà cố Teresa Nguyễn Thị An là thân mẫu của linh mục Nguyễn Tính mới qua đời tại Boston. Linh hồn Hilario Nguyễn Tấn Lợi mới qua đời tại San Jose. Linh hồn Maria Vũ Trương Anh Quỳnh mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Belinda Wandawa mới qua đời. Lễ dỗ và cầu hồn. Linh hồn An Tôn Thái Công Thắng, lễ dỗ 1 năm. Linh hồn Vinh Sơn Trần Bá Tăng. Linh hồn Bartholomew Thin. Các linh hồn Majoria Deegan, Patrick Chong, Salvatore Bacconi và Jean Christie. Hai linh hồn Francisco Xavier. Ba linh hồn Maria. Hai linh hồn Đa Minh. Hai linh hồn Giuse. Hai linh hồn Anna. Một linh hồn Matthew. Một linh hồn Andre, một gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại, một gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, một gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn nạn nhân COVID-19, các ý lễ khác, một gia đình xin ơn bình an và mẹ mổ mắt được mau hết, một gia đình xin tạ ơn Chúa và xin cầu cho các con sống trong tình yêu thương của Chúa. Một gia đình xin ơn khôn ngoan cho con trai. Một gia đình xin ơn chữa lành cho những ai đang bị COVID-19. Một gia đình xin ơn bình an cho các bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên đang phục vụ vì COVID-19. Một gia đình xin cho gia đình hòa thuận bình an. Một gia đình xin cho thế giới thoát khỏi dịch bệnh COVID-19. Một gia đình xin ơn bình an và xin ơn như ý. Một gia đình xin ơn hoán cải trở lại. Một gia đình xin tạ ơn. Một gia đình xin tạ ơn 10 năm hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin kính chào ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội để mừng mầu nhiệm mình ở máu Thánh Chúa. Có thể nói đây là bí tích trung tâm điểm của mọi nghi thức phụng vụ của mọi bí tích. Và chúng ta mừng và tạ ơn Chúa vì tình thương của Chúa bao la hải hà, Ngài ở lại cho trở thành của ăn của uống thiêng liêng cho cuộc đời dương thế của mỗi người trong chúng ta. Và cũng chính qua bí tích
thánh thể mình máu thánh chứa mà chúng ta liên đới nên một trong huyền thể của Đức Kitô. Chính như vậy nên trong tâm tư đó chúng ta hiệp thông với nhau để cầu nguyện cho tất cả các ý chỉ của những anh chị em đã gửi khắp năm châu gửi về để hiệp thông thánh lễ này. Xin Chúa và thánh tâm tình thương của Chúa, tình yêu của Đức Kitô, lòng nhân ái của Ngài thương chúc lành và nhận lời tâm tình cầu nguyện của chúng ta. Bây giờ đây chúng ta cùng cùng nhau để nhìn nhận tất cả những khiếm khuyết lỗi lầm chúng ta, xin Chúa thương xót thứ tha. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ở đây Chúa, chúng con luôn bên Chúa. Vì vinh quang cao quá Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, ta vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiến trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách xuất hành. Ngày ấy, ông Mô-xê từ núi Sinai xuống. Ông Mô-xê thuật lại cho mọi nhân lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: mọi lời Đức Chúa phán, chúng tôi sẽ thi hành.
Ông Môi-se chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Môi-se lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ ông Môi-se lấy máu rảy lên dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Bài trích thư gửi tín hữu Hipri. Thưa anh em, Đức Kitô đã đến làm thượng tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước cho của các xác bò cái đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy,
Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu của Thiên Chúa đã hứa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Hallelujah. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vỏ nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi vào đền thánh. Các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước của Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thương bạn chị em, khi lắng nghe bài tin mừng của Thánh Marco và những gì Chúa Giêsu nói với hai môn sinh đi dọn bữa tiệc cho Ngài đều ứng nghiệm theo các nhà chú giải sau này. Và nếu anh chị em nào có dịp đi đến Đức Thánh, đi đến phòng tiệc ly ở cái tầng trên đó, là chính là cái nhà của ba mẹ của Thánh Marco, là một người thế giá và tương đối giàu có. Cho nên rằng Chúa Giêsu đã dùng cái nhà trên lầu đó để cử hành bí tích rất là quan trọng, bí tích trung tâm của niềm tin Kitô giáo cũng như của các phụng vụ Kitô giáo, đó là mình và máu Thánh Đức Kitô. Và cũng trong cái nghi thức của bí tích thánh thể này, Chúa đã lập bí tích chuyển chức thánh để các linh mục của Chúa, các giám mục của Chúa và phó tế được thể hiện mình và máu Thánh Chúa cho nhân thế. Có một câu chuyện, và câu chuyện này tôi nghĩ rằng nó cũng hay thường xảy đến trong các gia đình dân gian của chúng ta. Đặc biệt nơi quê hương thân yêu của chúng ta hoặc là ra hải ngoại, đó là cái cảnh mà vợ công giáo, chồng không công giáo,
không cùng một tín ngưỡng. Thì một ngày kia, một gia đình có một đứa con duy nhất. Mẹ thì sốt sáng, niềm tin, sống niềm tin Kitô giáo, tin tưởng vào Chúa, vào Đức Mẹ. Người chồng thì không tin gì hết, mà có nhiều khi lại không có tôn trọng cái tín ngưỡng của người vợ của mình, mà có nhiều khi còn nói ra, nói vào và gọi là nói khẩy về những cái chuyện tin của người vợ của mình. Và một ngày kia, đứa con trai duy nhất của hai anh chị này bị bệnh nặng, và đứa bé đã sống rất là hiền thảo với cả cha lẫn mẹ. Và em có, trước cái cơn bệnh hiểm nghèo, em có hỏi người bố của mình: bố ơi, bây giờ con phải tin ai? Nếu con tin theo bố hay là tin theo mẹ? Nếu tin theo bố thì chẳng có thiên đàng, chẳng có Chúa, chẳng có mẹ để được yêu thương ở đời sau. Còn tin theo mẹ thì có Chúa là cha nhân lành, có cõi trời để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa là cha, và có Đức Maria là mẹ luôn bầu cử chở che. Người cha quá sững sờ trước cái câu hỏi và ngạc nhiên về cái câu hỏi của đứa con của mình. Ông đã ôm đứa con vào lòng và nói: con hãy tin theo mẹ của con. Nhưng đứa bé lại hỏi tiếp: nhưng nếu bố không tin theo mẹ thì làm sao con có thể chờ đợi bố ở trên thiên đàng? Trước cái lời đơn sơ và chân thành của bé, người cha đã không cầm nổi những giọt lệ của nước mắt. Và kể từ ngày đó, người cha đã chọn Chúa là lẽ sống, là đấng mà ông tôn thờ. Trong gia đình của Việt Catholic chúng ta cũng mới chứng kiến một sự ra đi của linh mục John Trần Công Nghị, người đã khởi xướng trang mạng, người đã dùng mọi phương tiện của cuộc đời để loan truyền tin mừng cõi trời của thiên quốc. Vâng, nếu cuộc đời của chúng ta sinh ra, lớn lên rồi chết đi mà chẳng còn gì thì thật là vô ý nghĩa. Chúng ta sinh ra để được sống mãi, chứ không phải để nhào lộn trong bể khổ rồi chết là hết kiếp người. Điều quan yếu là chúng ta phải tìm ra cái lẽ sống và cùng đích của đời người, nghĩa là gì, sống để làm gì và chết rồi đi đâu. Đó là những vấn đề làm nên nhân cách của con người chúng ta. Và cuộc sống chúng ta tùy thuộc vào cái nhìn của niềm tin yêu đó. Chúng ta may mắn có Chúa để lại cho chúng ta bí tích mình và máu thánh Ngài để trở thành của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta, để có thể dưỡng nuôi chúng ta, ủi an chúng ta trong những cái lúc sầu khổ hụt hẫng của cuộc đời. Nếu quý vị nào có dịp đi hành hương, tôi thì cảm ơn Chúa cũng nhiều lần tổ chức các cái chuyến hành hương, và rồi cũng có đến những cái nơi mà linh địa của Đức Maria, nhưng mà đặc biệt đến những cái nơi mà phép lạ thánh thể đã thể hiện trong một thời điểm cho một linh mục hoặc là cho giáo dân để có cái niềm tin yêu tuyệt đối vào Đức Giêsu Kitô, vào mình và máu thánh người. Đặc biệt phép lạ ở Laciano xảy ra từ thế kỷ thứ 8 đến giờ, nhưng mà máu và miếng bánh mà trở thành thịt được đông lại, được khô lại, mà trải qua cả mười mấy thế kỷ nay không được ướp bằng những hóa chất, nhưng mà vẫn còn giữ được cái nguyên vẹn của nó. Thì nguyên cái chuyện đó cũng là một cái phép lạ, bởi vì thánh thể đã không bị phân hủy đi, và giáo hội cũng đã cho các nhà
bóc hỏng, lâu lâu đem ra thử nghiệm, và người ta thử nghiệm thì người ta sẽ quyết rằng đây là thớ thịt của trái tim của con người, và máu là máu AO của con người. Cho nên là có nhiều lần ngay cả cái bản thân linh mục của tôi làm lễ mà tôi cũng nhiều khi cũng tự mình chấm hỏi, không biết đây thực sự có phải là Chúa Giêsu hiện diện thực sự sau cái lời truyền phép của mình hay không. Bởi vì với thân phận con người yếu hèn, nhiều khi mình cảm thấy không xứng đáng. Nhưng khi tới những cái nơi thánh như vậy, và khi được dâng lễ trên những cái bàn thờ mà thánh thể đã thể hiện, phép lạ thánh thể đã thể hiện, một phần nào cũng đã kiên cường cái niềm tin yêu hy vọng của cá nhân của chúng tôi. Và mới gần đây nhất, Đức Thánh Cha đã tuyên dương một chàng trai trẻ Acutis lên bậc chân phước. Bởi vì em này mặc dù chết trẻ, nhưng em đã dùng tất cả những cái tâm trí của khoa học, của điện toán để khám phá và hệ thống hóa tất cả các phép lạ thánh thể trong một trang mạng để giới thiệu đến cho đại chúng, cho mỗi người trong chúng ta. Vị thánh Damian Savio là vị thánh trẻ học trò của Don Bosco. Thì một ngày kia có một linh mục hỏi Damian Savio, nếu bây giờ con đang chơi mà phép lạ thánh thể của Chúa xảy ra trong ở nhà thờ, trong nhà nguyện thì con sẽ làm gì? Con có bỏ cuộc chơi để chạy về để tôn kinh thánh thể Chúa hay không? Và cha thánh John Bosco rất là ngỡ ngàng trước cái câu trả lời của bé Damian Savio. Cậu bé nói, con vẫn tiếp tục chơi, bởi vì con không cần, không phải có phép lạ mới tin rằng Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Và trong cuộc đời của vị thánh trẻ này, có nhiều lần cha thánh John Bosco cũng bắt gặp ngài cầu nguyện một cách sốt sáng và được xuất thần bỗng bay lên trước thánh thể của Chúa. Chắc chắn với thân phận con người chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta tôn vinh thánh thể của Chúa, chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa đã để lại cho chúng ta bánh và rượu trở thành của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta. Và như một điều mà tôi rất thích cái tư tưởng của một nhà thần học nói rằng chúng ta cũng phải trở thành thánh thể cho nhau. Ước mong trong cái cuộc đời làm chồng, làm mẹ, làm con gái hoặc anh chị em với nhau, chúng ta sẽ trở thành thánh thể của Chúa cho nhau trong cái cuộc sống lữ hành của ngày hôm nay. Và giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thật quan Poncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba vừa sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hiểu đời chưa cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh đời chưa thánh thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi đời chưa cha và đời chưa con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với đời chưa cha và đời chưa con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, bí tích thánh thể là dấu chứng tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Với lòng biết ơn cùng niềm tin yêu trông cậy, chúng ta tha thiết dâng lên những lời nguyện xin. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử cũng biết đón nhận nguồn sống từ Chúa, để rồi trao ban cho những người nghèo của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong cảnh đói khát, đau khổ, thất vọng, đặc biệt là các bệnh nhân COVID-19, nghe được lời này của Chúa Giêsu, để họ tìm được sự đỡ nâng, an ủi, niềm tin tưởng cậy trông tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa nơi bí tích thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức ân huệ sự sống Chúa ban nơi bí tích thánh thể, để siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, hầu được sống gắn bó và nên một với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả những ai lãnh nhận cùng một tấm bánh Giêsu, biết sống yêu thương, hiệp nhất và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân, để khuôn mặt lòng Chúa thương xót ngày càng tỏ hiện rõ hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con mình và máu thánh Chúa để nuôi dưỡng đời sống chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu kỳ diệu Chúa dành cho chúng con trong cuộc đời này, để chúng con can đảm sống chứng nhân cho tình yêu Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa thực lành nhận cho ta mong chờ.
Hãy cầu nguyện để lại vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng cho sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bi tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Con là Chúa ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập hy tế trường tồn. Người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà thương nhớ đến người. Khi chúng con rưng mình vào máu thánh người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rưng máu người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các tiên thần và tông lãnh thiên quốc, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa trời đất đầy vinh quang Chúa, hoàn hồ Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoàn hồ Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu khẩn trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước mênh cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn mà anh chị em chúng con dâng lên để xin lễ hôm nay được về với Chúa. Xin Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và thánh tử đạo Việt Nam đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trong tâm tình cảm tạ và khẩn cầu, chúng ta cùng nâng đôi tay đọc kinh mà chính Đức Kitô dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam giờ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa nên muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trỗi lại cho các tông đồ, Thầy để lại bình an cho chúng con. Thầy ban phúc bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho giáo hội quê hương thân yêu chúng con, các cộng đoàn, đặc biệt những gia đình, xin lấy bình an và như ý, được mọi sự hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta chào chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc thay chúng ta những người được mời gọi đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình báo Đức Kitô gìn giữ chúng con sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và có
con ao ước được thước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể được Chúa qua bí tích thánh thể, xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời, xin thông hiệp với mình và máu thánh Chúa, xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành và lại trên anh chị em luôn mãi. Amen. Trước khi kết thúc thánh lễ, xin được chân thành được cảm ơn cha xứ của giáo xứ Saint Monica cùng với thầy và tất cả nhóm thực hiện thánh lễ Việt Catholic này để có thể gửi tới quý ông bà anh chị em, đặc biệt trong thời Covid-19 này, với những người già cả không thể tới thánh đường được và rất nhiều anh chị em các giáo xứ bị giới hạn không thể tới thánh đường được, thì xin qua những thánh lễ này xin lòng nhân ái của Chúa và xin thánh thể của Chúa trở thành của ăn của uống thiêng liêng cho tâm hồn của chúng ta. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.
Chúa Giêsu, nguồn ơn ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu mộ Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã chọn vô tình vẫn phạm nên Chúa nhân từ. Thánh tâm Chúa Giêsu, nguồn ơn ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã chót vô tình vẫn phạm nên Chúa nhân từ. Chúng con trong cây rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiến vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thánh cực tinh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Những danh cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.